Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày qua nhiều cha mẹ hạn chế cho con ra ngoài. Có nhiều trẻ vì lý do này đã bị trì hoãn không được tiêm phòng đúng lịch. Để tạo miễn dịch tốt cho trẻ và cộng đồng, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên sớm đưa con đi tiêm trở lại. Thông tin cụ thể được tham khảo trên trang tiềnphong.vn nên tiêm phòng vaccine đúng lịch để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ lịch tiêm chủng vaccine được thiết kế dựa trên mô hình bệnh tật của từng quốc gia và từng lãnh thổ dựa trên các thông tin này tổ chức y tế thế giới who và bộ y tế các nước sẽ ban hành lịch tiêm phòng vaccine cụ thể cho từng độ tuổi việc tiêm vaccine hiểu một cách đơn giản là đưa vào cơ thể một lượng kháng nguyên của virus hoặc vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể khỏe mạnh nhằm tạo ra kháng thể để phòng bệnh tương ứng vì vậy, việc tiêm ngừa vaccine đúng lịch giúp chúng ta phòng các bệnh một cách sớm nhất và hiệu quả nhất. Để tạo miễn dịch tốt cho trẻ và cộng đồng, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên sớm đưa con đi tiêm trở lại. Nếu mẹ con lo lắng về việc trẻ ra ngoài trong lúc có dịch bệnh như dịch COVID-19 hiện nay, thì nên thực hiện các biện pháp bảo vệ cho trẻ như sau. Nếu bé hợp tác, thì nên đeo khẩu trang cho bé khi ra ngoài. Đồng thời, việc giữ tay sạch, đồ chơi của trẻ sạch là việc làm rất cần thiết. Các bác sĩ rất khuyến khích mẹ cho con bú đối với các bé trong độ tuổi còn bú mẹ. Nguồn dinh dưỡng quý giá này có thể cung cấp một lượng lớn kháng thể, giúp hệ miễn dịch của bé khỏe mạnh hơn, giúp bé có khả năng chống lại dịch bệnh tốt hơn. Khi trẻ được chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch thì cha mẹ có thể yên tâm đưa trẻ đi tiêm phòng để tạo miễn dịch tốt hơn. Những ảnh hưởng tới sức khỏe nếu không được tiêm phòng đúng lịch, nếu mũi tiêm muộn hay không đúng lịch, có những vaccine sẽ quá hạn và không còn tiêm được. Khi tiêm muộn hơn so với lịch chuẩn quá xa, tùy theo từng loại vaccine, so với mũi ban đầu, có thể làm mất hiệu quả phòng bệnh cho trẻ. Cuối cùng, trong thời gian tiêm phòng, nếu muộn thì cơ thể sẽ có lỗ hổng miễn dịch đối với các căn bệnh cần tiêm phòng và dễ bị bệnh trong thời gian đó. Những trường hợp nên chỉ hoãn tiêm chủng Việc trì hoãn tiêm chủng có thể vì nhiều lý do, tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta chỉ trì hoãn tiêm chủng khi trẻ đang mắc bệnh cấp tính, trẻ sốt trên 37,5 độ C, trẻ sơ sinh nặng dưới 2.000 gram và vài trường hợp đặc biệt khác như đang hoặc mới kết thúc điều trị corticoid liều cao, dùng các sản phẩm globulin, miễn dịch hoặc theo nhà sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, nước sát khuẩn tay nhanh hiện đang được sử dụng nhiều để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sử dụng nhiều nước sát khuẩn tay nhanh làm khô da. Vậy làm thế nào để dưỡng ẩm trở lại cho da tay? Dưới đây là cách dưỡng da tay ẩm và mềm mịn tự nhiên. Sử dụng tinh dầu tự nhiên để dưỡng ẩm da tay trong mùa phòng dịch COVID-19 dầu ô liu, dầu dừa, dầu hạnh nhân là những loại tinh dầu tự nhiên rất lành tính và có tác dụng tuyệt vời trong việc dưỡng ẩm cho làn da. Chính vì thế, nếu làn da của bạn bị khô ráp do sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh, hãy sử dụng tinh dầu tự nhiên để dưỡng ẩm trở lại. Cách thực hiện rất đơn giản, thoa một lớp mỏng tinh dầu lên vùng da tay bị khô rồi mát xa nhẹ nhàng cho tinh dầu được thẩm thấu. Nên áp dụng cách dưỡng ẩm da tay bằng tinh dầu tự nhiên khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần và bôi trước khi đi ngủ để đạt kết quả cao. Sữa chua với nghệ dưỡng ẩm cho da tay lấy một lượng vừa đủ dùng sữa chua và bột nghệ trộn đều vào nhau thành hỗn hợp sền sệt, sau đó bôi hỗn hợp này lên da tay để khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Áp dụng cách dưỡng ẩm này hàng ngày, bạn sẽ có đôi bàn tay mềm mại hơn dù thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh. Quý vị và các bạn thân mến trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin. Covid-19 có thể lây lan qua những vật dụng nào? Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.